Germany SNT xin chào các anh chị. Và trước khi bắt đầu nội dung chính của ngày hôm nay thì cho em hỏi mọi người rằng cảm nghĩ của mọi người như thế nào khi mùa đông giá lạnh đã vừa đến. Một vài người có thể sẽ thấy thích cảm giác được cuộn tròn trong chăn và đi ngủ, nhưng cũng sẽ có người lo lắng rằng cái lạnh của mùa đông sẽ làm ảnh hưởng đến thói quen sống và sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Và có lẽ sẽ thật là trùng hợp khi một sản phẩm của Germany SNT ngày hôm nay có thể giải quyết được tất cả những vấn đề kể trên. Sản phẩm lò sưởi điện Uno 3-1 mẫu mới nhất năm 2023. Sơ qua về thiết kế thì chiếc lò sưởi Uno 3-1 có một thiết kế vừa hiện đại vừa tinh tế mà vẫn giữ được nét cổ điển của những chiếc lò sưởi truyền thống tại châu Âu. Kết hợp với tông màu đen là chủ đạo, chiếc lò sưởi này có thể dễ dàng hòa mình vào trong không gian ấm cúng của cả căn phòng, tuy nhiên vẫn sẽ tách biệt so với những phần còn lại. Và nhờ đó thì chiếc lò sưởi phù hợp với nhiều kiểu không gian và nội thất khác nhau. Đó là về phần thiết kế, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần mà mọi người quan tâm nhất. Đã là một chiếc lò sưởi thì chúng ta cần phải biết khả năng sưởi ấm của chiếc lò sưởi này như thế nào. Và điểm nổi bật đầu tiên mà chúng ta dễ nhận thấy nhất là Uno đã trang bị cho chiếc lò sưởi này một công suất cực kỳ ấn tượng, lên đến 2000W. Và với công suất như vậy thì chiếc lò sưởi này có thể nhanh chóng làm ấm không gian xung quanh. Và đối với một căn phòng có diện tích khoảng 30m² thì chiếc lò sưởi này cũng chỉ cần có ít phút để có thể làm ấm được toàn bộ. Mức nhiệt có thể điều chỉnh từ 15 cho đến 38 độ C, đảm bảo không gian sẽ luôn ấm áp với nhiệt độ mong muốn. Đã là lò sưởi mà lại có thể chỉnh nhiệt độ thấp tới 15 độ C. Đúng vậy, chiếc lò sưởi này ngoài tác dụng sưởi ấm vào mùa đông, anh chị có thể sử dụng nó như một chiếc quạt mát vào mùa hè. Áp dụng một chút kiến thức vật lý thì luồng không khí lạnh và luồng không khí nóng có cách thức hoạt động không giống nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy điều hòa thường đặt ở trên, còn lò sưởi thì lại được lắp ở dưới. Nhưng anh chị cũng đừng lo, tuy mang trong mình một nội lực mạnh mẽ, nhưng chiếc lò sưởi này chỉ có cân nặng là 2 cân mà thôi. Vì vậy, việc di chuyển và sắp xếp sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và khi nãy thì em có nhắc đến là có những anh chị sẽ thích những cái khoảnh khắc ấm áp của mùa đông. Và tính năng sau đây chính xác là sinh ra để dành cho anh chị. Hiệu ứng ngọn lửa và than hồng được tích hợp có sẵn ở bên trong lò sưởi phát sáng rất chân thực và hấp dẫn, mang lại sự ấm cúng cho không gian. Có một nút bấm riêng biệt để anh chị có thể bật tắt tính năng này. Thậm chí nếu như anh chị không bật chế độ sưởi thì tính năng ngọn lửa quang vẫn có thể hoạt động độc lập, nhìn rất là thú vị. Chúng ta có thể sử dụng nó như một ngọn đèn lửa, tạo nên những khoảnh khắc thật là thư giãn. Và một điều nữa có lẽ anh chị sẽ rất là quan tâm là chiếc lò sưởi này nó có an toàn hay không. Vậy thì chúng ta sẽ phải nói đến chất liệu của sản phẩm. Lò sưởi được làm bằng nhựa và kính cường lực cao cấp nên nó có thể đứng vững trước những va đập nhẹ. Chưa dừng lại ở đó, chiếc lò sưởi còn được trang bị thêm các tính năng an toàn như tự động ngắt nếu như lò quá nóng hoặc là bị lật úp. Và sau cùng là đến từ cái tên Uno. Uno được đánh giá là một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu tại Đức với lịch sử gần 60 năm hoạt động và phát triển. Vậy nên anh chị có thể hoàn toàn tin tưởng về chất lượng cũng như là sự an toàn của sản phẩm. Ngoài ra thì lò sưởi cũng được trang bị chức năng hẹn giờ tối đa lên tới 12 tiếng và công nghệ hạn chế tiếng ồn, hoạt động rất yên tĩnh ở mọi cấp độ. Tổng kết lại, chiếc lò sưởi điện Uno 3-1 model 2023 là một sản phẩm cực kỳ hữu ích cho mùa đông giá lạnh, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về chất lượng, thẩm mỹ cũng như là sự tiện nghi. Sản phẩm hiện đã có mặt trên mọi nền tảng của Germany SNT từ showroom, website hay các sàn thương mại điện tử như là Shopee hay là Lazada. Bạn có thể ghé qua showroom của Germany SNT để được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm hoặc là liên hệ qua số hotline để được nhận tư vấn chi tiết nhất. Còn bây giờ, Germany SNT xin chào và hẹn gặp lại.